Hôm nay tôi quyết định trở thành cảnh sát, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào thì đây chính là câu trả lời. Sau khi phá thành phố, tôi đã bị tước đi cây búa của thần sấm và trở về làm người thường. 3 weeks later. Tôi cảm thấy ăn năn mấy tuần qua cho những hành động mà tôi đã gây ra khi còn là thần sấm. Và trong thành phố này còn khá là nhiều tội phạm. Đấy, mới vừa nói luôn. Thế nên là tôi sẽ quyết định trở thành cảnh sát để đền đáp và bảo vệ cái thành phố này khỏi những tên tội phạm. Cái thằng này nó bị hâm à. Thường nó đi phá thành phố lắm mà sao giờ lại? Chắc hôm nay mưa quá. Mưa thiệt luôn à. Vợ con đã không tin tôi, giờ đến ông trời cũng không tin tôi nốt. Con người mà, ai mà chả có lúc thay đổi chứ. A few minutes later. Cuối cùng thì trời mưa cũng đã hết rồi anh em à. Giờ tôi sẽ đến đồn cảnh sát để xin việc, mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Đây, chúng ta đã đến rồi đây. Đây chính là cái nơi mà tôi sẽ xin việc. Vô thôi nào. Chào anh cảnh sát, em muốn được trở thành một cảnh sát thực thụ để giúp đỡ cái thành phố này. Mày chắc chưa, làm cảnh sát khổ và nguy hiểm lắm đấy. Dù có sao đi nữa thì em cũng đã quyết tâm rồi anh à. Thôi được rồi, nếu mày muốn làm cảnh sát thì điều trước tiên là mày phải ham hiểu về luật và có một thân hình lực lưỡng. À thế à, em cảm ơn anh cảnh sát nha. Tuy là điều kiện làm cảnh sát khá là khó khăn, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết mình anh em ạ. Và từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu về luật và bắt đầu luyện tập để có thân hình lực lưỡng. Tôi còn học cả cách né đòn. Nè đấy, ngon. Tuổi gì mà đánh được ta? Many months later. Sau bao nhiêu công sức thì cuối cùng tôi cũng đã có một thân hình lực lưỡng. Có thể nói là như vậy, tuy là anh em không thấy tôi thay đổi gì, nhưng thật sự là tôi toàn là cơ không đấy. Bằng chứng là thằng này nó đánh tôi mà tôi không mất một tí máu nào luôn ấy. Còn sức mạnh của tôi thì sao? Đấy, tôi chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi thì nó đã lăn đùng ra rồi anh em ạ. Tôi nghĩ là bây giờ tôi đã đủ lực lượng để đi đến đồn cảnh sát xin việc một lần nữa. Tới nơi rồi, đây là khoảnh khắc quyết định liệu tôi có thể trở thành một cảnh sát hay không. Vô thôi nào. A few moments later. Rốt cuộc thì tôi cũng đã trở thành cảnh sát rồi anh em ạ. Hãy nhìn tôi đi, ngầu thật sự luôn ấy. Và đây cũng là bộ đồ mà tôi sẽ mang đi làm. Còn xe thì sao? Ở đây có khá là nhiều loại xe, nhưng mà tôi sẽ chọn chiếc này để đi tuần tra cho nó dễ anh em ạ. Đây là ngày đầu tiên tôi đi làm và cũng là ngày đầu tiên tôi đi tuần tra trong cái thành phố này luôn ấy. Không biết liệu có chuyện gì xảy ra với tôi hay không nữa. Giờ tôi sẽ đi vòng vòng cái thành phố này để đảm bảo người dân là không có chuyện gì xảy ra cả. Đấy, nói chung là làm cảnh sát cũng phải đi đúng luật anh em ạ. Tôi vừa nhận được cuộc gọi là có một người với một con dao á tại một cái khu Little Seoul. Tôi phải bật đèn báo hiệu lên. Tôi sẽ đi đến điểm này. Come on, let's go. Cái thằng này dám đem dao đi vòng vòng à. Ai ta, tôi đã vô được cái khu đó rồi đây mà không biết ai nghi vấn cả. Khá là đông người luôn ấy. Phải mấy người này không? Tôi phải đi vòng vòng để tôi xem coi. Nó đây. Bỏ dao xuống. Come on. Tao nói mày bỏ dao xuống mà. Dám cầm dao đi lòng vòng hả? Tới đây con trai. Đây, tôi sẽ kiểm tra thằng này liệu nó còn cái gì trong người nó hay không. Thì một cái bút chì và vài ve diêm thôi. Tôi phải kiểm tra một vài thứ như là thông tin của nó. Hen Thang, sinh ngày 7 tháng 4 1980. Tôi sẽ kiểm tra nồng độ cồn của nó, liệu nó có bị say xỉn không. Nó không có uống rượu. Tôi sẽ test thêm liệu nó có sử dụng chất cấm hay không. Thằng này nó không có vấn đề gì cả, nhưng mà là tại sao là nó cầm dao thế nhờ. Ôi. Tại sao lại chạy? Ôi, sao nó lại chạy nha. Có chiếc xe. Tôi khá là nghi vấn với cái hành động chạy đột ngột này. Đứng lại con, không có nói nhiều nhá. Mày đã chạy là tao thấy mày nghi vấn rồi. Chà thằng này coi. Đấy, một quả bơm. Tôi nói rồi, nó chạy là nó có vấn đề mà. Không cần test cái gì cả, tôi sẽ bắt nó luôn. Tôi sẽ gọi đồng đội của tôi tới chở thằng này về. Đây, đồng đội của tôi tới rồi đây. Được rồi đấy, có vẻ ổn rồi đấy. Rồi, chở đi đây. Giờ tôi sẽ lên chở thằng này. Tôi vừa phát hiện ra là tôi không thể chở hai người trên chiếc xe này, thế nên là tôi sẽ kêu thêm một đồng đội để chở thằng này đi. Nói chung là cũng ổn rồi đấy. Giờ tôi sẽ tiếp tục đi tuần tra cái thành phố này. Hình như là có một vụ cướp cửa hàng anh em ạ. Đi thôi nào, let's go. Cửa hàng cách đây cũng khoảng cỡ 0.7 mấy dặm thôi. Chúng ta phải qua nó nhanh thôi nào. Let's go man, né đường. Đâu xin. Vô. Né. Oh my god man. Né đường đi. Cảm ơn. Let's go. Như tôi sắp tới rồi thì phải. Tới rồi. Hình như là chỗ này. Ui.
nó nổ súng luôn. Tôi nghĩ là tôi phải gọi thêm đồng đội tới rồi. Tới rồi, đồng đội của tôi tới rồi. Come on. Tôi sẽ cố gắng bắt sống bọn này. Tiến lên, come on, let's go, 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 go. Núp, núp, núp. Ôi, nó bắn bạn tôi. Bắn bạn tao à. Tôi sẽ di chuyển từ từ quanh đây. Tôi tính bắt sống rồi nhưng mà mấy thằng này nó bạo quá. Mày, một thằng. Let's go, let's go. Let's go, man. Ôi, what the. Ôi, stop. Tôi nghĩ thằng này là đồng bọn với bọn cướp cửa hàng. Ê, 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 ê. Tao mượn chiếc xe, tao mượn chiếc xe. Come on, come on. Để chỉ là giúp thành phố thôi mà. Tao nói mày đứng lại mà. Tôi sẽ kêu một ai đó chở thằng này về để tra hỏi. Còn tôi sẽ quay lại bên kia. Tôi coi tình hình sao rồi. Oh my god, man. Tôi sẽ kiểm tra những thằng này coi nó còn gì trong người hay không. Không có gì đặc biệt cả. Và tôi biết được tên của thằng này là Colin Moore. Còn này thì sao? Và thằng này nó cũng chả có gì đặc biệt cả. Thằng này tên là Jeff. Tôi sẽ gọi điện thoại. Cái này gọi là đơn vị điều tra những cái chết bất thường. Gì nữa đây? Hình như là có một cuộc gọi là bắn tốc độ thì phải. Ôi nó đầy luôn này. Dần. Bắn tốc độ à. Anh có thể xuống xe được không? Tôi sẽ hỏi một vài thông tin. Đây là tên Mike Oki. Và tôi sẽ hỏi thêm một cái gọi là bằng lái xe. Vẫn còn bằng lái xe. Tôi sẽ gọi lên tổng đài của tôi để tôi kiểm tra đầy đủ và kỹ càng hơn. Đấy, vẫn còn. Nói chung là không có gì cả. Nhưng mà chưa hết. Tôi sẽ còn kiểm tra chiếc xe này coi có gì. Thằng này nó chứa một vài túi cần sa luôn à. Tôi nghĩ là tôi sẽ cần một chiếc xe mới. Chứ chạy chiếc này hoài thì không ổn tí nào cả. Lỡ khi có vài thằng tội phạm nó có xe nhanh hơn tôi thì sao. Giờ tôi sẽ quay về đổi xe mới. Đây, tôi đã biến chiếc xe của tôi thành một chiếc siêu xe cảnh sát. Wow, ngầu thật sự luôn ấy. Còn về cái tốc độ của nó thì sao? Tôi sẽ mở đèn lên để test xe. Ôi, nhanh thật sự. Nói chung là chiếc xe này là không có gì phải bàn cả. Có một vụ tai nạn xe á. Để tôi đến đó thử xem sao. Ôi, né, 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 né. Đâu nhờ. Ui, như là đây thì phải. Holy moly man. Tôi nghĩ là người này không qua khỏi rồi. Xe của người tung đâu? Có vẻ đây là một vụ tung xong rồi chạy. Giờ tôi không biết làm gì hơn à. Đành phải gọi cấp cứu thôi. Tôi nghĩ là tôi sẽ kêu một chiếc xe cậu tới kéo chiếc xe này đi. Đây, nó tới rồi đây. Đấy, nói chung là cũng ổn phết. Xe này mà đi trên Hollywood thì còn gì bằng. Vụ gì đây? Hot Pursuit hả? Có một chiếc xe bị cướp thì phải. Ôi, nó chạy luôn kìa. Né đi, né đi, né đi. Come on. Ôi, đây là một chiếc siêu xe á, nó cướp siêu xe á. Thật luôn à, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đùa với tao à. Ui, xe nó, ui, 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 no. Vô. Ui, nó đi đường trên, đi đường trên, đi trên. Mày à, thằng này dám. Ui, nó chạy nhanh đấy. Ui. Rồi, 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 nó toan rồi, toan rồi, toan rồi. Xuống xe. Xuống xe. Ui, nó không chịu xuống luôn kìa. Mày sao? Bắn nổ lớp đi, bắn nổ lớp đi, bắn nổ lớp đi. Nên như vậy. Bắt mày nè con. Này thì cướp xe, tôi sẽ cho người trở về. Đấy. Ổn rồi đấy. Giờ tôi phải kêu xe móc để móc chiếc xe này về. Cậu về cho cẩn thận đấy nha. Rồi, xe tới, xe tới. Chở hàng này về đi. Later that same evening. Trong lúc tôi đang nghỉ thì tôi được thông báo là có một hoạt động mafia đang diễn ra. Giờ tôi phải đến đó nhanh thôi. Tuy là cái nhiệm vụ này hơi khó khăn, nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Trên đường đi là tôi sẽ gọi hỗ trợ từ local squad team và no squad. Tuy là cái chỗ đó hơi xa, nhưng mà với chiếc xe này thì tôi sẽ đi đến đó nhanh thôi. Né đi, né, né, né. Ui, 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 ui. Thôi. Thôi. Oh, what the f. Come on, come on, let's go. Tới rồi, tôi nghĩ là như vậy. Ê, lộn đường, lộn đường, lộn đường. Ôi, đông thế. Ôi, bọn nó đều có trang bị súng cả. Hình như là squad tới trước tôi rồi. Oh my god. Vô, vô, nó bắn. Một thằng nữa, một thằng nữa, một thằng nữa. Bọn này quá nguy hiểm. Nó có cả xe xấu nồng luôn. Oh my god, man. Một thằng. Hai thằng. Ba thằng. Ui, nổ xe luôn, nó bắn nổ xe luôn. Ôi, tôi đang bị bắn ở đâu nha. Let's go man, let's go. Mày xảo. Trong đây là một bãi chiến trường thật sự luôn ấy. Holy moly man. Và đấy là một ngày làm việc của tôi. Khá là khó khăn, nhưng mà tôi khá là vui khi giúp đỡ được cái thành phố này. Triệt phá một cái hoạt động gọi là quy mô lớn. Và đấy là tôi khi làm cảnh sát. Hẹn gặp lại anh em ở những tập tiếp theo.